Đó, đem thao lại, đem thao lại. Để thao lại gỡ luôn. Lưng lại đằng kia, lại leo lên bờ lại đằng kia, dí lại lưng. Chào cả nhà, hôm nay mình về quê giăng lưới bắt cá cùng với mấy đứa cháu cả nhà. Xin mời cả nhà cùng giăng lưới bắt cá với cậu cháu mình nè cả nhà, để mình quay màn hình lại cả nhà. Đây đội nhỏ bắt đầu bay xuống giăng lưới đây cả nhà. Toàn hay quá, toàn biết giăng lưới luôn. Lưng chưa biết, lưng kéo cái tà dừa này vô đi, bỏ lưới. Bỏ lưới ra đây cầm cho. Rồi. Kéo tà dừa lên. Kéo tà dừa lên. Đúng rồi. Cho anh Toàn giăng. Rồi, anh Toàn giăng thẳng qua bên kia. Ừ đúng rồi. Giờ kiến cắn. Nó dính rồi. Kiến nó cắn mấy giòn. Gỡ lưới ra. Lưng xuống phụ lưng. Gỡ ra phụ anh, bỏ dép đi. Đúng rồi, đây là đội nhỏ đang giăng lưới cả nhà. Đó. Lưng xuống thiệt hay chưa? Ừ, xuống thiệt luôn. Cầm cái dây xanh trên đó, cầm cái phao xanh trên đó, cầm cái xanh trên đó, lưng cầm rồi Toàn gỡ. Lưng cầm ở trên, rồi Toàn gỡ cầm ta lưng. Ờ. Nó gỡ trên nó Toàn. Ừ, bứt ra. Bứt ra, bứt ngay đó ra. Bứt ở trên kìa, chỗ cộng trên kìa, cộng trên nè, trên cùng kìa. Ừ, bứt cái đó ra. Nó đúng rồi, đi thẳng tới lưng. Không tới. Lộn lại. Đó. Rồi đi thẳng tới luôn. Hai đội nhỏ này mới giăng lưới lần đầu tiên nên là hơi còn bỡ ngỡ. Nó lấy chà ra, lấy chà ra để mắng chà, lấy chà ra. Lưng lấy chà ra lưng, lấy mấy cái chà đó ra con. Ừ rồi Toàn cứ đi thẳng tới. Bỏ lưới xuống lưng, bỏ lưới xuống lưng. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Rồi. Lưng nó lưới nó bị lộn đằng kia rồi lưng, lấy lưới lộn lên đằng kia lưng. Lấy lưới lộn lên đằng sát bìa đó, nó bị lộn rồi đó. Buông cả Toàn, buông dựa sát vô bờ Toàn. Bỏ sát vô bờ á. Ừ đúng rồi, bỏ sát vô bờ rồi, buông cả Toàn. Bỏ buông vô bờ luôn Toàn. Máng vô cây. Ừ đúng rồi. Rồi máng vô cây nhỏ rồi, rồi được rồi. Lộn lưới là lưng, cái lưới lần đó bị lộn cái lưng. Lộn bên kia. Lộn khúc đầu, khúc bên kia thôi, lộn qua. Ừ lộn dưới lên, nó bị chéo quá, hiểu không? Lộn ngược lại. Ừ lộn qua nó, cho bị chéo, đúng rồi, lộn qua. Rồi lộn một vòng thôi, nó rồi đè cái chân sát xuống. Đè chân sát, sát vô góc luôn. Sát vô góc luôn mới được. Đè cái trên nhánh cây xuống. Đè trên nhánh cây xuống. Rồi. Đó, hai đứa giăng còn một tay nữa nè Toàn. Đây nè, nó. Đây một tay nữa cả nhà. Nè Toàn này, giăng thêm tay nữa Toàn. Giăng tay vô cái ghê. Ủa chứ mít đó chín thúi luôn hả? Bỏ cái thao xuống đi. Ừ. Lưng ở đây, lên đây cầm lưng. Lấy một đầu máng vô. Cầm lưng. Đầu máng vô. Mới có đầu chưa, cái đầu cuối cùng chưa? Ừ, cuối cùng rồi máng vô. Máng vô cây đó.
Ừ. Cột vô. Câu được chưa anh? Rồi đi dài dài ra đằng này. Lấy cái bẹ dừa ra lưng. Bỏ ra em con mua. Gỡ ra. Cái này nha. Ừ, lấy bẹ dừa ra. Thôi em cái gì mà cản trở. Dạ. Sao bị dướng gì rồi? Toàn bị văng bị dướng gì rồi gói vậy hả? Gỡ ra. Gỡ ra, hai đội nhỏ này mới văng lưới lần đầu tiên nên bị gói đĩa hết trơn rồi. Lưng phụ lưng. Phụ gỡ lưới ra lưng. Nó. Lấy cái gác đó lên luôn lưng, cái lôi cái gác đó lên luôn để nó mát nữa. Thôi kệ nó, kệ nó nhiều quá, thôi đừng lo, lo lưới, lấy lưới ra thôi. Lấy lưới ra đi, lấy lưới ra đi, văng kéo ra đi. Kéo lưới ra. Văng phụ lưng. Cái phụ bạn toàn gỡ ra. Gỡ giữa kìa lưng, gỡ giữa kìa, đầu đó kệ nó lưng. Gỡ giữa nó ra. Gỡ đằng đó kìa lưng, ở toàn đừng gỡ đây, nó toàn gỡ đằng chó lưng á. Hai đứa này văng lưới không có chuyên nghiệp rồi cả nhà ơi. Gỡ ra, gỡ ra, kéo ra. Kéo ra, kéo mạnh ra. Nó, rồi kéo mạnh ra, căng lưới cho nó bự ra. Kéo dài ra đi, rồi căng lưới bự ra. Rồi kéo dài ra đi, rồi lưng căng lưới cho nó bự ra lưng. Vũ vũ cho nó bự ra. Cho nó thẳng ra. Đừng, nhẹ nhẹ thôi lưng. Trời ơi, văng lưới không biết gì trơn. Hai đứa văng lần đầu mà dở quá. Lại cầm cho anh Toàn gỡ kìa, lại cầm lần đó cho anh Toàn gỡ đi. Lại nó cầm chỗ anh Toàn kìa, anh Toàn gỡ. Lưng không biết gì trơn. Dở quá lưng ơi. Chân cao lên cho anh Toàn gỡ. Rồi gỡ dài dài này nè Toàn. Hả? À, hai đội nhỏ này thua rồi cả nhà ơi. Không có gành gì văng lứ. Chết rồi. Thua rồi. Rồi, để nó gỡ đi Toàn. Dính nó nữa kìa. Đó, rồi. Rồi mò mò nhẹ nhẹ, dở lên nhẹ nhẹ lên. Dỡ nhẹ nhẹ thôi, dỡ nhẹ nhẹ thôi, dỡ nhẹ nhẹ, dỡ dỡ dưới á, đừng dỡ trên, dỡ dưới á. Dỡ trên lá khổng không dính, dỡ dưới á. Đó. Trời nó văng vậy mà sao không có cá trời. Nó không biết văng, nó văng không đắt không à, nó văng dở lắm. Không có dính, dính được con ai đó cả. Dính được con à. Dính được con cá rô. Ai này văng dính lưới, dính cá là mừng lắm rồi. Đem cái thao là hứng dưới để nó gớt. Hứng dưới. Hai đội nhí văng không gành mà dính được con cá rồi cả nhà. Rồi banh lưới ra dằn xuống lại, dằn sát xuống đất. Để dưới đất luôn, dằn dằn sát vô banh, banh rộng rộng ra dằn xuống, sát vô góc. Rồi dằn sát vô góc luôn. Ừ, sát vô nó. Rồi lên kia gỡ lưới đằng kia đi, dính con đằng kia rồi. Đằng kia dính con nữa, gỡ đi. Nó mới thấy dính đằng kia con nữa đó. Dính chỗ đó chỉ rồi gỡ vô đó bà ba. Rồi thăm đi, thăm dài dài, coi dính con nào gỡ con đó. Con
Lưng làm gì lưng không lùa lên đây lưng. Rớt luôn hả? Lên kia lùa lại. À, con câu có được câu ngoại ơi. Dính đây con nè Toàn ơi, Toàn lại đây dính con nè Toàn. Dính giật giật ra nè, lại gỡ con này đi. Dính con nè Toàn. Nó nó con này dính mà Toàn. Sao xảy rồi? Văng xe viền hết luôn mà cũng dính nữa, mấy con cá này chắc có vấn đề. Nó bỏ vô cái thao, bỏ vô cái thao, đừng có đụng tới nó nữa, đừng có đụng tới nó nữa. Đừng có đụng tới nó nữa. Bỏ vô cái thao. Hai đội nhỏ này dở quá, này ra ra sinh tồn chắc hai đội nhỏ này chắc nhịn đói hết á. Chứ mít là không ăn để thối uổng ghê à. Trời ơi. Chín rụng chứ mít rụng luôn. Còn phút này ăn được. Ôm vô. Uổng ghê chứ mít thối luôn. Ôm vô phút này là ăn được. Bữa nay mới nói anh tụi nhỏ sinh tồn thì sao ăn mình sinh tồn hết trơn. Rồi hai thằng dí lại. Dí cá chạy vô lưới lại. Có dính rồi đó, có dính rồi đó. Giật giật lưới rồi đó. Kìa, dính đằng kia kìa. Bỏ lưới xuống đi, rồi lo lọi lên kia đi. Để lên kia dính cá bự kìa. Kéo cái thao lại Toàn. Kéo thao lại. Từ từ kéo cái thao, bỏ vô cái thao đó Toàn. Hai thằng này thấy nó giăng lưới mà ngứa nghề quá bà ba ơi. Không biết. Này con phải trên bờ con chỉ nó thả lại xuống đây thả mới được. Lại nhanh lên lưng. Hai đội nhỏ này sinh tồn không xong rồi Đại Dương ơi. Nhỏ lần coi có không? Chảy à. Bỏ cái thao vô, để cái thao lại, lấy cái thao lại dở bỏ vô cái thao. Nó không có nhảy ra. Nó đúng rồi, giỏi. Này, con về nha. Chị coi bắt cá chứ về chi. Được mấy con rồi Lưng? Dạ, thử nãy giờ ông Toàn bắt không? Ba con. Dạ. Ui. Rồi. Rồi, thăm lưới lên hết rồi dính không? Thăm rồi giờ này đè xuống sát gốc. Dỡ lưới lên để coi còn dính nữa không. Thăm coi. Rồi thả xuống, thả đè đè chân cái chân sát sát xuống. Rồi lại bên kia lùa dài dài lại. Lên bờ lên kia lùa dài dài lại. Hai thằng kia lên nó luôn, rồi lại bên kia lùa lại. Rồi dở từ từ lên ngay đó, dính lên đó Toàn, dở lên Toàn. Nó bỏ vô cái thao, bỏ vô cái thao. Nó bỏ vô cái thao, đúng rồi. Đây con nữa, từ từ. Lưng cứ dí lại lưng. Thì đang tập cho đội nhí gỡ cá, giăng lưới, sinh tồn. Nó giăng là mấy... lưới là lưới mới luôn mà cho hai nãy văng cỡ đó đó. Ê có cá không nè Toàn. Vậy là đó dính nữa kìa. Đây con nữa nè. Đây con ngay chỗ lên con nữa kìa. Ý. Ý. Đó. Đã dính quá cả nhà ơi. Nãy giờ nước còn trong nên chưa dính nhiều, giờ hai đội nhỏ này nó quậy đục nước cá lên luôn rồi cả nhà. Đó. Gỡ ra lưng. Cái thao ở đây, thở vô có đây. Thằng đó dính. Ừ, đây cũng dính đó nè. Gỡ lâu hả? Hai tay nãy văng, tụi nó văng là chắc được cả ký luôn đó bà. Văng lát cả ký hơn, bị quá cả cá rô luôn rồi. Bị nhiều quá mà. Rồi,
Trời ơi, phải ngày nào tôi cũng phải qua đây hết trơn. Trời ơi, thả thao bè xuống nó ăn lắm. Cái gì? Lưng gỡ không được á lưng. Gỡ đi. Không con nữa con còn. Anh đi gỡ con con lưng đi, lưng không biết làm, lưng dở quá. Bỏ vô cái thao đi. Bỏ vô cái thao rồi gỡ. Lưng dở quá lưng ơi, không biết sinh tồn chân lưng ơi. Đây là hai đội nhỏ đang câu ở trên, là khán giả coi quá nhiều quá nha. Khán giả bắt ghế coi luôn. Bên nào xuống bắt cá bên nào? Không bắt hả? Chào coi. Chào cả nhà, lớn lên. À. Chúc cả nhà sức khỏe coi. Giỏi quá. Vừa có trái nè cả nhà, vừa có trái nhiều quá. Thấy mê luôn. Được chưa thả ra ngay? Chưa được nữa hả? Được chưa? Không được lột quần ra chùm cá lại. Rồi bỏ lưới xuống. Cầm dài dài lại đây. Bỏ vô lên, bỏ vô thao luôn, dở lên bỏ vô thao. Đúng rồi. Hai đội này đang bắt cá không có chuyên nghiệp. Bắt được con cá rất là cực khổ. Có đứa cầm cái đuôi kìa. Được chưa? Được chưa lâu rồi. Qua hồi tháo con mà. Mấy con là lưng điếm được mấy con là lưng? Dạ 6 con. Toàn nhỏ. Cái đó làm mà chiên làm khô được rồi. Không được. Đây đội nhỏ tự sinh tồn cả nhà. Con kia nữa cái toàn dính luôn rồi kìa. Thấy con thấy con kia nó giật giật nó lớn. Ừ. Ê bé bé. Ê. Bởi kia thăm tiếp nè. Bởi kia thăm tiếp. Có cá ở chỗ này nè, chắc luôn. Mới kéo lưới á, ngay chỗ phao xanh kìa, thấy không? Phao xanh cái đầu á. Dỡ nhẹ nhẹ, dỡ nhẹ nhẹ thôi, để từ từ đằng kia cho nó dính nữa đó. Rồi đem cái thao lại bỏ lên. Bụp. Lưng không phụ, kéo thao lại lưng. Giữ cho. Gỡ đi. Con nhỏ sinh tồn mới giờ được 6 con mà con này con thứ 7 cả nhà. Ê, đựng câu nó dính lưới còn. Ủa ai cu? Lưng lại nó dở rồi coi dính nữa không lưng. Lại là nó dở từ từ lưng coi dính nữa không lưng. Giật lên đen. Nó trôi kìa. Nó trôi cái dây rồi kìa. Dở lên thăm cá nữa lưng. Dở từ từ nhẹ nhẹ thôi. Dở nhẹ nhẹ thôi. Nắm dưới góc dở lên á, đừng nắm ở trên. Gỡ đi. Gỡ dài dài thăm dài dài đằng kia. Thăm dài đằng kia. Dính không?
Không dính luôn hả? Banh ra, banh ra, banh ra lại đám cỏ đằng kia lội lại vụ nó. Đó, đem thao lại, đem thao lại. Để thao lại gỡ luôn. Lưng lại đằng kia, lại leo lên bờ lại đằng kia, dí lại đi lưng. Mày được hết câu đi An. Chỗ này câu. Bỏ vô thao, bỏ vô thao Toàn. Lại đằng kia lên, lên bờ luôn lưng, lên bờ luôn lại đằng kia, đi lại. Hai đứa nhỏ này chưa có chuyên nghiệp có nhờ, lần đầu tiên văn lưới trải nghiệm sinh tồn. Văn lưới bị ruộng là trơn mà vẫn dính cá. Rồi bỏ lưới xuống. Rồi lại lên kia dí đi, lên bờ lên kia dí. Chào cả nhà, hôm nay mấy bé sinh tồn được nhiêu cá đây cả nhà. Đây được nhiêu cá đây cả nhà. Được 2 4 6 8 và một con đang gỡ nữa là 9 con cả nhà. Được 9 con cá. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hẹn cả nhà rồi đi sau. Xin chào. Chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.